Trong đội của Lập thì coi như là có rất là nhiều tính cách khác nhau, các bé nhiều tính cách, nhưng mà nhìn chung một điều mà Lập cảm giác vô cùng an tâm đó là gì, đó là các bé rất là ngoan. Các bé rất là ngoan. Lập chỉ sợ thôi, Lập chỉ sợ chị Như, chị đừng có lảng vảng trước mặt em. Chị giống như là một cái loại búp bê nào đó trên đời nào mà biết đi á. Chị nhìn chị giống mannequin, em sợ quá. Khán giả không tin em đâu, chị vô đi, chị bước vô đi, chị thấy là. Vâng, xin giới thiệu mọi người một loại mannequin mới nha mọi người. Một loại mannequin mới. Tại vì đội của Như cũng không có gì để gọi là hay ho hơn nên quyết không định là phải, mình đang hỏi là chương trình đang có một câu hỏi là khi mà tiếp xúc với các bé mình thấy các bé như thế nào. Các bé dễ thương y chang Như vậy đó, các bé lúc nào cũng đáng yêu như Như vậy đó. Phải chị không anh? Các bé đáng yêu dễ thương thì đúng rồi, nhưng mà như chị Như thì không đúng. Giống mọi người có thể xem chương trình sẽ thấy là giống như một phiên bản thu nhỏ của Thanh Duy với Khả Như vậy đó. Cái đó là trên sân khấu, còn ở dưới sân khấu là khác nữa. Không, mấy bé không có chơi với Như tên Như. À rồi, hiểu rồi. Trời ơi Hòa ơi, em lo em thay đồ cho xong đi Hòa. Thật ra thì đến với mùa này thì thấy các bé rất là thông minh đúng không? Phải làm việc với các bé để mà có được những cái phần trình diễn của các bé thiệt là hay. Và đặc biệt mình phải nói rằng là ở cái vị trí của mình đó, khán giả khó mà hình dung rằng là với diễn viên như mình vào đây để làm gì. Không, thật ra Mèo nghĩ là cái vai trò của diễn viên rất là cần thiết luôn. Nếu như mà Mèo không làm thì Mèo vẫn mong là chương trình sẽ mời những người mà có khả năng linh hoạt tí. Tại vì khi mà lên sân khấu á, các bé hay bị giống như là đứng hát. Đúng rồi hả? Một số bé là bị không, cái phong cách người phải lớn biểu diễn, hoặc là không có những cái sự hóa thân nó phù hợp với lại cái bài hát đó. Ví dụ hát một cái bài đó trẻ trung nhưng mà các bé lại rất là mạnh mẽ dữ dội, hoặc là hát một cái bài đó mà mình cần bé hóa thân là một ông già, một bà già thì các bé lại quá là trẻ con. Còn cho nên là phải có một sự trau dồi về diễn xuất của các bé. Mà thật ra các trường âm nhạc quốc tế hay là các trường âm nhạc tư nhân á đều luôn mướn một diễn viên, một cái người mà trình diễn thì thuê à, nhờ không, mời một diễn viên về. Mời một diễn viên, một cái người nghệ sĩ trình diễn về để mà tạo cái phong cách biểu diễn cho các bé trên sân khấu. Cái đó là có thật. Nên Mèo nghĩ là vai trò của diễn viên, người biểu diễn trên sân khấu rất là quan trọng trong các cuộc thi âm nhạc. Hãy cùng đón xem tập 9 Tuyệt đỉnh sông ca nhí với đêm thi đầu tiên của vòng chinh phục 1, phát sóng vào lúc 21 giờ thứ 3 ngày 2 tháng 4 năm 2019 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Quý khán giả có thể xem lại đầy đủ chương trình sau khi phát sóng qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tại ứng dụng THVLI trên các dòng Smart TV LG, Samsung và Sony hay trên Google Play và App Store.